Có thể là không đủ, đúng rồi không đúng rồi đủ, không đủ nhân sự để thay chẳng hạn. đúng rồi đấy Đúng thì rồi. đấy Vâng, là đấy rủi đấy là ro một nhiều một chứ, trường rủi hợp ro đấy. cao ấy chứ. Quá rủi Vâng, ro mà thì đấy mới bảo đấy là đấy là nó không như thể kiểu cung là cấp một được. một yếu tố ảnh hưởng thôi. Vâng, thế thì mình thống nhất là bây giờ là phân tích cái đấy nha, cái là cái rủi ro về số lượng F0 quá cao trong một bộ phận thì sẽ dẫn đến là không đủ nhân sự để phục vụ các chuyến bay. Vâng. Em thấy các vụ va chạm thì đều chủ yếu là do cái mật độ mà tàu bay đỗ tại sân quá giá ấy, thì là mình để cái gì? Em nghĩ cái tiêu đề mình để là aircraft towing á, in the apron á, cái đó mình có thể đưa đó là cái tên chủ đề Đây, mình topic luôn. như ở em thì là để là cái tên là tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi cái thực hiện kéo dắt tàu bay trên Đúng rồi. Rủi ro va Các cái chạm. khu vực tại các cái khu vực chật hẹp trên sân đỗ hoặc là hangar. Đúng rồi, như anh Sơn nói là mình sẽ đặt tiêu đề của nó là kéo dắt tàu bay là aircraft towing ấy, in apron ấy, là trong cái khu vực bãi đổ. It sounds like to me that you've chosen a risk on aircraft towing. Is that right? Yes. Yes. Okay. That sounds like a useful one to study. Em chút để em xem cái So our group members is going to show the document for the aircraft towing. Okay. And I assume you're going to rate it on safety. Sorry, Gerard, do you want to leave them, feel free to discuss and Sure. Yeah, then go absolutely. out? Yeah. Yep. Yep. Okay. Yep. Thank you. Và mọi người cứ thoải mái bàn luận. Em cũng có cái nút share screen ấy, thì các anh chị có thể share cái tài liệu của mình để mà ví dụ cho các anh chị khác ạ. Mà xin gặp hẹn gặp lại mọi người. Nhóm. Em thống nhất để chị Hồng trình bày ạ. Quả đáng. Chị Hồng trình bày đi, có kỹ thuật thì gì anh Thanh hỗ trợ. Nhất trí ạ. Trình bày thì chị cũng chỉ đọc thôi mà, đọc các cái bước ở trong này thôi. Do là nhiều cái tài liệu liên quan đến passenger service với cả phi công là em cũng không nắm được đâu, nếu trình bày mà nó ấy lại vướng. Em cứ đọc ra trong cái này của chị này, xong rồi cần phần ground thì chị sẽ làm, phần ground và cargo chị sẽ làm, còn phần phần fly thì có Hiếu với cả có Tuấn bao gì. Nhưng mà thực tế là mình đang focus vào cái việc mà cái mình cứu hỏa ấy, tại vì thực tế thì bình cứu hỏa ở trên khoang khách mà dùng để chở khách ấy lại chưa đủ theo cái yêu cầu của IATA, là cơ của nhà chế tạo máy bay, thì khi mà mình chuyển đổi sang cái phương thức mà vận chuyển hàng hóa trên cabin, nên là mình mới phải bổ sung thêm các vấn đề như cái phần acclimatization, này.
Đấy, những cái món này là chị, cái phần này thì chị lại không không rành chắc... rồi. Và cái đi department report possible. À, nhưng mà lúc nãy thầy nói là phải ba rec à? Đúng không? Em nghĩ cái số trong lượng này không quan trọng ạ. Em thấy trong này của chị cũng đang để là ba cái hazard rồi mà. Không không cần thiết phải làm thêm ba cái nữa đâu. Của một cái vấn đề này nó đã một tồn tại ba cái hazard rồi. Rick của nó chỉ là cháy mà thậm chí là cái phần này đúng không? Phần công sức quần rồi gì đó. Ừ. Là thực ra lúc mà chị học với cả thầy là cũng giật bắn thì vân vân. Đúng rồi. Thì sẽ outsource thêm ở bên ngoài. Nhưng theo chị mình, ngay trong các cái risk, các đối tượng này này, mình sẽ phân chia cái loại công việc nào là quan trọng. Có nghĩa là cái mà ví dụ mình bảo an toàn là cao nhất, thì các cái đúng cái nhân viên mà liên quan đến an toàn ấy, mình phải chuẩn bị nguồn lực cho cái đội đấy nhiều nhất. Còn có những cái loại, ví dụ lúc đấy mình phải đàm phán, ví dụ em là VS cung cấp hàng cho dịch vụ cho Vietnam Airlines, chỉ đàm phán bảo bây giờ với như thế này thì phải chấp nhận có những giai đoạn chất lượng dịch vụ sẽ đi xuống, bởi vì tôi không đủ nhân viên. Có nghĩa là mình trong cái đấy mình cũng sẽ chia đối tượng nhân viên để có thứ tự ưu tiên là đối tượng nhân viên nào nên phục vụ và được chuẩn bị cao nhất. Đấy. Thì chị nghĩ là đấy cũng là một giải pháp, đúng không? Vâng, đúng rồi. Và có nghĩa là đàm phán luôn với cả các hãng hàng không là trong trường hợp như thế này thì ông đừng có đòi hỏi chúng tôi được chất lượng dịch vụ như thế nữa. Ông phải chấp nhận là ngày ông đòi mức 5, bây giờ ông chỉ có mức 3, mức 4 thôi. Nhưng tôi đảm bảo cho ông là đảm bảo về khả năng khai thác và an toàn. Đấy là hai cái tôi ưu tiên hàng đầu chẳng hạn, ví dụ như thế. Và mình cũng có báo trước, thông báo cho trước cho khách hàng đúng là rồi. Tình hình của mình, công ty mình là như vậy. Dịch vụ của bên mình là nó đang như vậy nên là ông cũng phải chấp nhận theo tình hình chung thôi. Và để cho cái này có nghĩa là vì mình, đây là mình, risk là những cái rủi ro mà mình nhận diện được cái đấy, cho nên mình thông báo với cả hãng không để người ta cũng nhận diện được việc đấy, và có thể người ta có những cái thông điệp cho khách hàng tại thời điểm này để người ta chấp nhận cái, ví dụ họ sẽ đừng kỳ vọng vào những cái cao quá. Mình có một, phải có một người chị Trang ghi chép vào trong tí này, chị Trang chắc là nhóm trưởng cho trả lời nhỉ. Tự nhiên lại chị thành nhóm trưởng. Anh chị em support chị. Xong rồi mọi người bổ sung, chị thì thế nào cũng được thôi, nhưng chỉ sợ là đấy, có thể là mình cũng không nói hết được ý thôi. Vâng. Thì mọi người cứ nghĩ thôi, xong rồi chị sẽ nốt lại, xong rồi lúc đấy chị sẽ nói xong thiếu ở đâu thì mọi người sẽ bổ sung. Vâng, lúc ấy thầy có ý kiến gì lúc ấy các thành viên thì thay nhau thôi. Đúng rồi. Nói chung biết đến, mình biết đến đâu mình trả lời đến đấy. Thì đây là cái mình đang nghĩ là nên vâng, làm như thế nào thôi mà. Vâng. Thế coi như là ý một như thế là đã ổn chưa anh chị? Hay đã tiếp ý ai chưa? Mọi người nghĩ xem còn cái gì không? Bây giờ chị Thang thử dứt qua chốt lại cái này là giờ có ghi không nhỉ? Để lúc lại xem là cái vấn đề là mình đọc sơ qua là mình nói không có mỗi người ý kiến gì sau đến lúc lại quên mất. Thế nhá, bây giờ chị thử nói lại nhá. Dạ. Mục tiêu của mình, đối tượng của mình đấy là những người bị mắc COVID đúng không? À, khả năng F0 là, trong một bộ phận. F0 xảy ra ở trong một bộ phận dẫn đến là không khó khăn, khó có thể đảm bảo được ổn định chất lượng dịch vụ cho khách hàng là hãng hàng không. Đúng không? Thế và cái rủi ro này thì mình đánh giá là bởi vì cái vấn đề COVID hiện nay vẫn là đang rất là nóng hổi ở Việt Nam và cái tỷ lệ mắc rất là cao, cho nên dẫn đến là đây đánh giá cái mức độ rủi ro là cao, có nghĩa cái khả năng xảy ra rất là lớn.
và cái consequence của nó ấy, là cái tác động ấy, thì bởi vì là cái việc mà nếu như một bộ phận có đối tượng xảy ra thì dẫn đến là cả bộ phận có thể phải đóng, và cho dẫn đến là cái consequence của nó cũng là major, là rất là lớn. Và tự chung lại thì đây được đánh giá là mức màu đỏ, là red, có nghĩa là high risk, đúng không? Vâng, vâng. Và để làm cái việc đấy thì team đã thống nhất một số cách giải quyết. Thứ nhất là chia ca, có thể là 2 đến 3 ca trong một ngày, để đảm bảo là, và với biện pháp là sử dụng 5 ca để tránh gặp gỡ giao tiếp và lây trong bộ phận trong cái ca đấy. Ngoài ra khi bàn giao ca thì mình sẽ cố gắng là không tiếp xúc trực tiếp, mà có thể sử dụng bằng các kênh indirect, chẳng hạn như là bằng tài liệu online hay cái gì đấy, có nghĩa là hoặc là trao đổi như Zalo, Viber, Zalo tin nhắn, lại lại là vâng là bằng internet là đúng rồi, bằng wifi hay gì đấy, lại lại bằng các cái electronic device. Thế còn ngoài ra thì mình cũng có xây dựng một các cái nhóm dự phòng, có nghĩa là các cái nhóm mặc dù là phục vụ các đối tượng hãng hàng không khác nhau, nhưng có thể đào tạo để nắm được quy trình công việc của các hãng để làm dự phòng trong trường hợp mà cả cái 3 ca ví dụ kia là đều bị COVID. Ngoài ra mình, nếu trong trường hợp xấu nhất thì mình áp dụng trường hợp 3 tại chỗ để đảm bảo là hạn chế gọi là tiếp xúc và gọi là yêu cầu người sẽ ít hơn và linh hoạt hơn. Tiếp đến là mình cũng sẽ xây dựng các cái chế độ chương trình gọi là thể dục thể thao và bổ sung gọi là chế độ ăn uống một cách hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Trong trường hợp không may có xảy ra thì người lao động sẽ nhanh chóng phục hồi và cái khả năng đi lại. Đó, em chào các anh chị. Không biết là bên mình thì thảo luận là có 5 phút nữa thì có đủ không ạ? Hay là các anh chị muốn thêm thời gian ạ? Alo ạ. Tiên ơi, em có cái file PDF để điền các cái quên file PowerPoint mà không phải bản PDF để mọi người điền vào cái bảng đấy được không? File cập PowerPoint nhật đấy đúng không ạ? Để cái slide đấy để em check chị nhá. Ừ, để mọi người điền vào bảng luôn cho dễ. Dạ ok, đây để em xem. Em sợ nó không có thể vào được. Để em check. Em chuyển file PDF thành PowerPoint. PowerPoint đúng không ạ? Vâng, đây để em check slide pack 2. Chờ em chút nha. Sợ nó cũng sẽ hơi nặng một chút. Đây. Trong thời gian chờ thì nhóm mình thì mình tính luôn cái bảng của mình trước luôn đi anh chị nhờ. Thì ở trong này em thấy cái bảng theo thầy đưa ra theo cho Vietnam Airlines á, thì với cái việc mà hậu quả của cái việc mà cái này thì em đánh giá là 5C đấy. Ok, 5. Em gửi em gửi rồi đấy ạ. Anh chị check chat box nhé. À, chị cảm ơn. 5C. Thì mình thông tin là cái vụ va chạm này là vừa rồi là trong một tháng là nó xảy ra 2 lần hay là đúng rồi ạ. Tính theo trong là gần nhất thì trong cái có hoạt động khắc phục xong mình là xuống thành 2C. Và như vậy nó xuống thành 2C như vậy là lâu đúng không ạ? Dạ. Mí sao mình làm thế nào không không xuống được cái này lâu đâu, mình chỉ làm được dạ. Xuống lâu thôi. Mí sao? Coi như là bài của mình là như vậy là bài của mình là hoàn thiện rồi phải không ạ? Có chỗ Hiên đánh luôn cái mục của mình vào đi ạ. Cái này không đánh được anh. Không đánh được vào đây à? Đúng rồi. Thế thì bây giờ cái bảng này bây giờ mình viết là thế nào đây nhỉ?
Cái này chỉ có ai có cái này có máy tính có laptop thì mới download được cái phần PDF này về mới làm được, chứ còn làm trên iPad thì chịu rồi. À, các anh chị ơi, em có gửi cái slide bản PowerPoint á ở trên chat box ấy, thì mọi người có thể sử dụng cái đấy để mà điền vào ạ. Nhưng mà tất nhiên là cũng phải dùng máy tính thì dễ hơn ạ. Hay không mình cứ gửi thẳng cho Hồng Anh cái ý kiến của mình, xong anh làm hộ Hồng Anh ơi. Không, thầy có yêu cầu là phải biết rồi không nhỉ, hay là không yêu cầu được ạ, nhưng mà sẽ dễ hơn. Thì có thể lúc nào mà thầy hỏi bây giờ mình nói vo thì cũng được, không cần phải trình bày cái rồi các cái vấn đề. Cho cái level 3 luôn đi, tại mình nói 2 là nói tiếng Anh. Level 3 mà là cái risk thì là cũng cao đó. Đúng rồi, giống như ở trên luôn đó. Cao hơn một bậc đi. Mình đã xuống được mức xanh chưa? Tức là mình chấp nhận cái chất lượng phục vụ của mình đi xuống thì mình về cái yếu tố trong thời gian ngắn, mình... chị nghĩ là trong thời gian ngắn. Vâng. Đúng rồi. Đấy. Thì mình có thể đưa theo em nghĩ cái này có thể đưa vào về mức xanh được. Tức là có thể là mình sẽ điền là possible. Cái nghiêm trọng của nó là cái về được mức xanh ấy. Mình cũng cần điền thì cái mọi người có về được mức xanh không? Chị thì chị nghĩ hơi khó. Hình như tí phải trình chiếu cái bảng đấy hay sao chị? Không? Có phải trình chiếu không? Thì thấy các nhóm đều làm chị cái bảng kia. Như nào? Mọi người có thể thuyết trình em được. À em typing. À. Bạn Hồng Anh vừa bảo em là một nhóm mình có cái đấy trình chiếu luôn, hoặc là bạn ấy sẽ show ra một cái file Excel cũng được liệt kê như cái tổng bảng lại của thầy. Là thôi em cứ như show, bảng của thầy ấy, show ra bọn chị đỡ phải đánh. Ừ đấy thì bạn Hồng Anh bạn sẽ typing cho mình. Xong rồi bọn chị sẽ chỉ nó ở ô nào trong cái bảng đấy, của thầy đấy, là xong. Đúng rồi. Thì đấy vừa bạn Hồng Anh mới nói. Bởi vì nếu đúng ấy thì là mọi người share lại xong mọi người điền, chứ bây giờ có đâu. Thầy vào rồi. Thôi bây giờ mình sẽ ra cái phòng họp chính nhé anh chị nhé. Chúng ta sẽ tiến hành thảo luận ạ. Và sau đó thì có thể nghỉ trưa. Vâng.